Thưa quý vị, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm các ông Trần Chí Cường, Nguyễn Duy Minh, Trần Đình Chung và bà Nguyễn Thị Kim Thúy đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Báo cáo với bà con cử tri quận Ngũ Hành Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng cho biết, sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 5 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng đã tích cực tham gia vào các hoạt động, góp phần vào thành công chung của kỳ họp. Cử tri quận Ngũ Hành Sơn bày tỏ phấn khởi trước thành công của kỳ họp, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông lớn. Đây đều là những dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa cấp bách, lan tỏa bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các vùng và từng địa phương. Quốc hội giao cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, công khai, minh bạch, tuyệt đối không được để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Đây có thể nói Quốc hội đang ngày càng thể hiện rất tốt vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đồng thời quyền làm chủ của cử tri ngày càng được thể hiện một cách rõ nét nhất thông qua Quốc hội. Cử tri quận Ngũ Hành Sơn cũng đề nghị Trung ương có giải pháp căn cơ với các dự án chậm triển khai, có biện pháp điều hành giá trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục tăng cao ảnh hưởng đời sống người dân. Cử tri cũng đề nghị đảm bảo việc cung ứng thuốc cho hoạt động khám chữa bệnh của người dân tại các cơ sở y tế. Vấn đề về sách giáo khoa cũng cần tính toán phù hợp. Nhất thiết là ta phải giữ cho được cái môn lịch sử này. Thứ hai nữa là in cái sách giáo khoa. Cái bộ chúng ta thành cái bộ sách thôi. Sách nhiều quá. Xin báo cáo các vị học sinh lớp 3, lớp 4 mà đi học mà ở cái ba lô phía sau này. 7 cân đến 9 cân. Đấy, rồi sách vở là in như thế thì phụ huynh chịu không nổi về tiền. Cho nên phải có cái cơ chế thế nào mà có cái quản lý chặt chẽ thì cái việc được. Trong cái bộ giáo dục đào tạo phần này. Liên quan các vấn đề trên địa bàn Đà Nẵng, cử tri quận Ngũ Hành Sơn đề nghị thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, thực hiện đồng bộ các giải pháp để du lịch thành phố nhanh chóng phát triển sau bước đầu hồi phục với nhiều khởi sắc. Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án làng đại học.